Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món chè rất là ngon, đó là chè đậu đỏ bột nếp. Cái món này mình nấu nó dễ và nó lại nhanh nữa các bạn, mà ăn rất là ngon luôn. Và thành phần nguyên liệu ngày hôm nay của mình á, thì mình sẽ cần một cái lon đậu đỏ như thế này nè các bạn. Mình mua ở trong shop, họ bán sẵn như thế này đó các bạn. Nếu như mà các bạn nào mà không có cái lon đậu đỏ như thế này thì các bạn có thể dùng 200g đậu đỏ mình nấu lên cho nó mềm ra nhé. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cần một lon nước cốt dừa là 400ml nè các bạn, để mình nấu chè của mình, và thêm vào đây là 800ml nước lạnh. Rồi mình cũng sẽ cần thêm là 150g bột nếp và khoảng 100 cho tới 110ml nước hơi nóng đó các bạn, để mình nhồi cái bột nếp của mình, và 3 cái lá dứa để cho nấu cái nồi chè của mình nó thơm lên, và thêm một chút xíu muối nữa các bạn. Và mình cũng sẽ cần là 180g đường, các bạn có thể dùng đường vàng hoặc là đường trắng đều được hết. Và chỉ cần những cái thành phần đơn giản như thế này thì mình sẽ có một cái nồi chè thiệt là ngon cho gia đình của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình nấu cái nồi chè đậu đỏ bột nếp ngày hôm nay của mình. Bây giờ cái đầu tiên là các bạn, cái hộp đậu này nè, mình sẽ khui nó ra. Đó, mình mua như thế này á, mình nấu á, nó rất là tiện và là nhanh lắm các bạn. Rồi mình dùng một cái rổ và mình lấy một quả thao ở dưới hang, mình hứng nước như thế này, mình đổ nó ra, mình cho nó chảy nước xuống. Và bây giờ mình sẽ đem đi rửa qua vòi nước lạnh đó các bạn, để cho cái hạt đậu của mình nó sạch lên và cái nước nó chảy phía dưới như thế này nè các bạn, mình bỏ đi. Rồi đây là đậu sau khi mình rửa nó qua vòi nước lạnh nè các bạn, nó đã sạch rồi nè. Đó, những hạt đậu to to rất là ngon luôn các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo là cái bột nếp nè các bạn, 150g thì mình sẽ cho vào đây là nước hơi nóng nha các bạn, mình sẽ nhồi từ từ. Đó, mình cho vào chút xíu rồi mình trộn lên, mình sẽ cho từ từ nước vào ha các bạn, đừng có cho một lần vào, có khi mình cho nhiều quá thì cái nước á, cái bột của mình nó nhão ha các bạn. Mình cho từ từ, khi nào mà mình trộn nó đều tay thành một cái khối dẻo mịn ha, không còn dính tay là được á các bạn. Đó, mình trộn mình bóp như này để cho nó hòa quyện với nhau nè, nó thành một khối dẻo nè. Đó, mình thấy nó được nè, mình nhồi nãy giờ nè các bạn, nó không còn dính tay của mình nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt ra những cái viên bột nhỏ nhỏ như thế này, mình vò nó lại như một cái viên bi vậy đó các bạn, vừa vừa vậy đó. Mình vo nó giống như mình nấu chè ỉ vậy đó các bạn, trong cái chè cho nước á. Đó, mình vo vo như thế này nè, tròn tròn vừa vừa như thế này. Đó, các bạn sẽ là mình sẽ làm lần lượt cho hết cái số bột nếp của mình đó các bạn. Vò vò như thế này cũng vui vui ha. Rồi nãy giờ mình vò cũng được xong hết rồi nè các bạn, được một cái dĩa bột như thế này. Bây giờ mình qua bếp và mình luộc cái số bột nếp của mình lên. Và mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên như thế này nè các bạn. Rồi mình sẽ cho những cái viên bột nếp của mình vào đây, mình luộc cho nó chín lên đó các bạn. Đó, mình cho nó vào hết ha. Đó, rồi bây giờ mình dùng cái vá đó các bạn, mình đảo đều để cho nó đừng có dính với cái đáy nồi của mình á. Nó mình nấu á các bạn, khi mà cái bột của mình á nó chín á thì nó sẽ nổi lên trên mặt như thế này nè các bạn. Nổi hết lên như thế này là nó đã chín hết rồi. Và mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước lạnh như thế này ha các bạn, để mình vớt những cái viên bột nếp của mình á, mình cho vào trong cái thau nước lạnh, mình ngâm nó trong đây ha. Đó, mình vớt hết ra luôn nè. Rồi
Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho 800 ml nước lạnh vào trong cái nồi này, mình nấu cho nó sôi lên và mình cho 3 cái lá dứa vào đây luôn các bạn. Rồi mình tiếp tục mình sẽ cho đậu vào. Đó, mình mở lửa lớn lên ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho đường vào luôn nè các bạn. Và mình cũng sẽ cho vào đây là thêm một chút xíu muối nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ nấu nó. Mình sẽ nấu cái đậu này nè trên cái lửa vừa thôi các bạn, thêm 5 phút nữa. Sau khi mình nấu được 5 phút thì bây giờ mình sẽ cho những cái viên bột nếp của mình đó các bạn. Mình vớt trong thau nước lạnh ra đó, mình cho nó vào trong cái nồi chè của mình. Mình cho hết vào luôn nè. Và sau khi mình cho bột nếp vào thì mình nấu thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút thì bây giờ mình sẽ cho thêm một cái lon nước cốt dừa vào đây luôn nha. Mình sẽ cho hết lon nước cốt vừa vào và mình nấu thêm khoảng 2 phút nữa thôi các bạn, không có nấu lâu. Và mình sẽ tắt bếp. Nếu như mà mình nấu lâu quá thì cái nước cốt dừa nó sẽ không có ngon á. Rồi như vậy là được nè các bạn. Bây giờ mình tắt bếp, mình dọn ra mình ăn. Rồi đây là cái chén chè đậu đỏ bột nếp của mình đã xong nè các bạn. Mình múc ra và mình có thể thưởng thức ngay cái món ăn ngon của mình, cái thành quả mình mới vừa làm xong nè các bạn. Mình có thể mời người thân trong gia đình của mình ăn được rồi. Và cái món này nó nấu dễ ơi là dễ, mà nó lại nhanh mà nó lại ngon nè các bạn. Và nếu như các bạn nào thích cái món chè này á thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món chè ngon cho gia đình của mình nha. Mình chúc các bạn làm thành công. Thank you.